con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Là con đã con kính lãnh lễ thượng tổ pháp thanh nè, con đã lễ bái tam bảo xong rồi, và con kính dâng mới cho đến thượng tọa pháp thanh để cho tụi con một bài pháp hôm nay ạ. Và con kính dâng mít đến thượng tọa. Nam mô Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ga giá. Và trước hết xin kính lễ ba ngôi tam bảo, và kính lễ chư công đức, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, và cảm ơn cô Trần Đạo đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục học cái phần của câu số 69, các căn bản bất thiện. Trước khi vào cái phần kế tiếp thì sư xin nhắc lại cái phần từ phần thứ nhất cho đến phần thứ thứ năm. Thì quý vị biết rằng có ba cái căn gọi là bất thiện, là tham, sân và si. Thì tất cả những cái phiền não này đó, trong cái đoạn trước thì Đức Phật ví nó giống như những cái loại mà cây chùm gởi, hay là những cái loại dây leo, rồi nó bám, nó bao phủ cái nội tâm của chúng ta, nó che án để chúng ta không thấy được cái chân tướng thật của các pháp. Rồi qua cái nhận thức theo chế định tục đế của thế gian, rồi chúng ta lầm lạc. Từ đó mà chúng ta để cho phiền não, vô minh, si mê, tham, sân, nó khống chế, nó điều khiển, nó lôi cuốn, nó dẫn dắt chúng ta. Chính vì chúng ta bị phiền não điều khiển, sai khiến, cho nên chúng ta bị trôi lăn trong khổ đau, sinh tử luân hồi. Thì đó là cái phần thứ nhất mà Đức Phật nói về cái ba cái căn, ba cái điều, ba pháp căn bản của bất thiện. Và cái phần thứ hai này thì Đức Phật nói cái căn bản của thiện. Sáu, có ba căn bản của thiện này các tỷ kheo, thế nào là ba? Không tham là căn bản của thiện, không sân là căn bản của thiện, không si là căn bản của thiện. Cái gì là lòng tham? Này các tỷ kheo, cái ấy là thiện. Ai với lòng không tham, có làm gì về thân, về là nói, về ý, cái ấy là thiện. Với ai không có lòng tham, không bị lòng tham chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo, không làm người khác khổ đau bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng giết hay tẩn xuất, dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái là thiện. Như vậy rất nhiều thiện pháp này sanh ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, tập khởi từ không tham, khởi lên nơi người ấy. Bảy, cái gì là không sân? Này các tỷ kheo, cái ấy là thiện. Ai với lòng gì về thân, với ai có lòng không sân, không bị lòng sân chinh phục, tâm được tự chủ,
không vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái là thiện. Như vậy, rất nhiều thiện pháp sanh từ không sân, từ không sân, tập khởi từ không sân, khởi lên nơi người ấy. 8. Cái gì là không si? Này các tỷ kheo, cái là thiện. Ai với lòng không si, có làm điều gì về thân, về lời, về ý, cái là thiện. Với ai không có si, không bị si chinh phục, tâm được tự chủ, không vu cáo người khác làm đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái là thiện. Như vậy, rất nhiều thiện pháp này sanh từ không si, duyên khởi từ không si, tập khởi từ không si, khởi lên nơi người ấy. 9. Như vậy, này các tỷ kheo, người này được gọi là người nói đúng, đúng thời, nói thật, nói đúng đích, nói đúng pháp, nói đúng luật. Vì sao người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người nói đúng thời, nói thật, nói đúng đích, nói đúng pháp, nói đúng luật? Vì người này, này các tỷ kheo, không vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tẩn xuất dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh. Khi được đối chất với sự thật, người ấy chấp nhận, không phủ nhận. Khi được đối chất với sự thật hay sự không thật, người ấy nhiệt tình thoát mở ra ngoài, nói rằng đây là chân, đây là thật. Cho nên như vậy được gọi là người nói đúng thời, nói thật, nói đúng đích, nói đúng pháp, nói đúng luật. Người như vậy này các tỷ kheo, đoạn tận các ác bất thiện pháp do tham sanh, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như cây ta la, làm cho không hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ngay trong hiện tại, sống an lạc, không tổn não, không u não, không có nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung, ngay trong hiện tại, đạt được niết bàn. Người như vậy này các tỷ kheo, không bị các ác bất thiện pháp do sân sanh, không mất tự chủ. Người như vậy này các tỷ kheo, không bị các ác bất thiện pháp do si sanh nhiếp phục, tâm không mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không có u não, không có nhiệt não. Khi thân hoại mạng chung, ngay trong hiện tại được niết bàn. 11. Ví như tỷ kheo, cây sa la, cây tháo quát hay cây phanh đá nát bị ba cây tầm gửi phá hoại bao trùm, rồi có người đi đến cầm cuốc và thúng, người ấy chặt đứt rễ cây tầm gửi ấy. Sau khi chặt đứt, người ấy đào mương, đào mương xong, người ấy nhổ các rễ lên, nhổ cho đến những cái rễ nhỏ, rễ út xí lá, rồi người ấy chặt cây tầm gửi thành từng khúc nhỏ, bữa chẻ thành từng mảnh nhỏ. Người ấy đem phơi giữa gió và mặt trời. Sau khi phơi giữa gió và mặt trời, người ấy lấy lửa đốt, làm thành một đống tro và quạt chúng ra giữa gió lớn, hay đổ chúng xuống dòng nước chảy nhanh. Như vậy, này các tỷ kheo, các cây tầm gửi ấy bị cắt đứt từ gốc rễ, bị làm cho như thân cây ta la, làm cho không hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Cũng này các tỷ kheo, với người như vậy, các ác bất thiện pháp do tham sanh đã được đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại được sống an lạc, không có tổn não, không có u não, không có nhiệt não, ngay trong hiện tại được bát niết bàn. Do sân sanh, các ác bất thiện pháp do si sanh đã được đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu được nữa, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại được sống an lạc, không có tổn não, không có u não, không có nhiệt não, ngay trong hiện tại được
bát niết bàn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba căn bản của thiện. Thì quý vị biết rằng là đối lập với ba căn bất thiện là ba căn của thiện, vô tham hay là từ bỏ bố thí, hay là vô sân, tức là tâm từ, tâm bi, thương xót tất cả chúng sanh, vô si hay là trí tuệ. Thì ba cái pháp này để đối trị lại với ba cái căn của bất thiện. Cho nên ở đây thì như Phật Đức, khi mà một người không có sự tu tập, không có sự tìm hiểu, sống theo thường tình của thế gian, bị những cái phiền não nó chi phối, không phân biệt được điều đúng, điều sai, điều chân lý hay là phi chân lý, điều nên thực hành hay là những điều nên phải tránh xa, để cho cái phiền não tham sân si nó bao phủ, giống như là cái cây sa la mà không có sự chăm sóc, để các cái loại cây chùm gởi hay là các cái loại dây leo nó bao phủ, nó quấn xiết. Thì lần hồi cái cây này nó sẽ bị chết. Thì quý vị học trong Pháp Cú Kinh thì cũng có một cái câu chuyện. Câu chuyện này nói về một ông vua. Một lần nọ ông vua ông đi xuống dưới sông tắm. Thì quý vị biết rằng những cái vị vua đó mà khi xuống sông tắm đó thì ông sợ, sợ bị hành thích hay là sợ cả cá dữ. Cho nên là trước khi mà ông vua ông xuống dưới cái bến sông đó ông tắm đó, thì ông cho quân sĩ là dùng những cái lưới mà bao cái khoảng chỗ mà ông tắm lại. Thì một lần nọ ông vua ông tắm xong á, thì khi mà vợ nó có dướng một cái trái xoài, trái xoài này ở trên đầu nguồn nó trôi xuống nó lưới, thì ông vua ông thấy lạ, mới đem kêu cái người hầu hỏi là cái trái gì. Thì cái người này cũng có kiến thức, có hiểu biết, nói với ông vua là đây là cái trái xoài. Nhưng mà hồi đó giờ ông vua chưa có được ăn trái xoài, cho nên là ông ta mới biểu người hầu gọt rồi xẻ cái trái xoài đó dâng cho ông ta. Thì sau khi mà ông ta ăn xong đó, ông ta thấy nó rất là ngon, thì ông ta mới biểu cái người hầu cận của mình á, đem cái hột xoài để trồng. Thì sau khi mà cái cây nó lớn lên, nó đủ sức thì nó trổ hoa, trổ bông, cho trái. Thì cái hương vị của trái xoài nó rất là đặc biệt, rất là thơm ngon. Thì ông ta muốn cho những cái vị vua lân quốc cũng hưởng được cái vị ngon của trái xoài. Nhưng mà ông ta sợ rằng đó, khi mà cho mấy ông vua lân bang đó ăn rồi mấy ông này, thì mai mốt cái trái xoài của mình nó mất giá trị đi. Cho nên là ông ta mới nghĩ ra cái cách là biểu cái người hầu của mình là trước khi mà đem dâng những cái trái xoài đó đó, thì dùng một cái cây sắc nhọn đâm vào cái hột xoài cho nó cái hột nó bị hư đi, không thể trồng được. Thì có một ông vua
ổng ăn xong ổng thấy là cái hương vị của cái xoài này rất là ngon. Ổng biểu người làm vườn của mình á, hãy đem cái trái xoài này trồng. Thì sau khi mà cái người làm vườn này xem xét thì thấy cái hộp này nó có đã bị đâm thủng cái mầm rồi, không có khả năng để mà thành cái cây được. Mới trình báo với ông vua là cái hộp này nó đã bị người ta đâm cho hư cái mầm, bây giờ là không có thể trồng được. Thì ông vua này ổng mới tức tối vì cái lòng bỏng sẻn của ông vua Lân Quốc, cho nên là ông ta mới bảo làm vườn của mình á, bây giờ làm sao nghĩ cách để qua để mà phá cái cây xoài này. Thì cái người làm vườn mới nói là bây giờ nếu mà bệ hạ muốn như vậy á thì hạ thần phải đi qua bên đó để xin vô làm cái người mà chăm sóc cái vườn cây của nhà vua bên bệnh. Thì ông vua cũng đồng ý. Thì cái người này lân la vô xin làm cái người mà chăm sóc cái vườn cây của nhà vua bên nước bên này. Thì đầu tiên hết ông ta qua, ông ta mới dùng những cái cây là nó có cái chất đắng, xung quanh cái cây xoài đó ông ta trồng những cái loại cây như là cái cây sầu đâu. Thì cái cây sầu đâu là nó cái tính của nó rất là đắng, mà những cây nè nó trồng gần với nó đó lâu ngày thì cái bộ rễ nó đan xen rồi bị ảnh hưởng bởi cái nhựa cây, thì cái cây trở nên đắng. Rồi ông ta cho trồng những cái loại dây như là thần thông, thì cái dây thần thông nó cũng là cái chất là đắng. Trồng những cái dây thần thông đó là để cho bò lên cái cây xoài đó, bao quanh cây xoài. Thì một thời gian sau đó, đến mùa trái xoài nó ra rồi chín thì cái người làm vườn mới hái đem lên dâng cho ông vua. Nhưng mà ăn cái hương vị nó không còn như trước, mà cái trái xoài trở nó hôi, hôi cái mùi rồi nó đắng ngắt chứ không phải là giống như xưa nữa. Đó. Thì lúc đó ông vua mới lâm lạ, mới hỏi cái người làm vườn thân tín của mình, tại sao mà bây giờ cái xoài nó kỳ như vậy. Thì cái người làm vườn đó lúc đó ra mới xem xét thì mới về trình tâu lại là bây giờ cái cây là nó bị xung quanh là cái cây sầu đâu bao bọc, rồi bị cái dây thần thông nó leo lên, nó quấn, nó bao trùm, cho nên bây giờ là cái hương vị nó không còn như trước. Ông vua hỏi bây giờ làm sao, thì chỉ có cách là bây giờ phải diệt hết, chặt bỏ hết những cái cây cây sầu đâu, rồi phải chặt bỏ hết tất cả những cái dây thần đó. Thì sau khi mà chặt bỏ hết các cây sầu đâu rồi đó thì sao, muốn cho nó hết thì phải phải đào lấy những cái rễ đó, diệt hết đi, nếu không thì mai mốt thì cái cây nó sẽ mọc lại, rồi cái dây thần thông cũng vậy, phải lỡ bỏ hết các cái dây mà nó bám, nó bao, nó đeo, nó quấn ở trên cái cây xoài, rồi phải nhổ bỏ, đào tất cả những cái rễ lớn, rễ nhỏ của dây thần thông này, đem bỏ hết. Rồi xong phải đào những cái mương nước xung quanh tưới trở lại, để bảo những cái rễ của cây xoài nó mọc trở lại. Thì cũng vậy, cái đời sống của chúng ta đó, cái phần tinh thần lâu ngày chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi thì chúng ta bị những cái phiền não nó bao phủ, nó bám riết, nó che án.
Bây giờ may mắn nhờ chúng ta có hiểu biết về Phật Pháp, chúng ta học hỏi, chúng ta phân biệt được những điều đúng, điều sai, điều thiện, điều bất thiện. Thì bây giờ ở trong đây Đức Phật cũng dùng cái hình ảnh như vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu biết rồi đó, chúng ta có một chút ít vốn liếng về trí tuệ. Bây giờ chúng ta phải nỗ lực. Giống như khi mà mình phát hiện được những cái bất thiện, là những cái dây trùng gửi, những cái loại dây leo, dây thần thông, hay là những cái cây sầu đầu, là những cái chất độc, nó ấm riết, nó quấn, nó siết chặt cái nội tâm chúng ta. Thì bây giờ chúng ta phải lần hồi, chúng ta gỡ bỏ nó. Mỗi ngày mình gỡ bỏ một ít, mỗi ngày mình gỡ bỏ một ít. Với trí tuệ có sự hiểu biết rồi đó, thì sao? Đầu tiên chúng ta tự nguyện, chúng ta tự nguyện gìn giữ các cái học giới. Ví dụ bây giờ chúng ta tự nguyện từ bỏ, không tổn hại chúng sanh khác, không gây khổ đau, không gây oan trái, thì chúng ta giữ gìn cái giới không sát sanh. Tự nguyện gìn giữ cái học giới này cho được tốt đẹp. Chúng ta tôn trọng cái sự sống của các chúng sanh khác, dù là những cái con vật nhỏ nhất, là con muỗi, con kiến, hay bất cứ một loài chúng sanh nào, chúng ta cũng tôn trọng cái mạng sống của họ, không có gây tổn hại khổ đau. Thì đó là chúng ta gìn giữ bằng cách là phòng hộ, ngăn ngừa. Khi mà mình gìn giữ như vậy rồi đó, thì bất cứ một trường hợp nào, một cái sự kiện gì xảy ra, thì chúng ta cũng không có gây khổ đau tổn hại cho chúng sanh khác. Rồi thì cái giới này nó còn non yếu. Có đôi khi là chúng ta cái tâm cái bất thiện ở trước mặt nó làm cho mình là không kịp để mà phòng hộ, để mà ngăn ngừa, thì chúng ta dùng cái suy tư chân chánh. Chúng ta dùng suy tư chân chánh là coi như là mình không có muốn ai tổn hại đến mình, mình không muốn ai gây đau khổ cho mình, mà tại sao mình lại muốn tổn hại, gây khổ đau cho chúng sanh khác. Thì dùng cái suy tư chân chánh này để kịp thời, để dập tắt, để ngăn ngừa cái ý mong muốn sát hại, gây khổ đau cho chúng sanh khác. Rồi khi mà chúng ta tu tập mà cái trí tuệ nó mạnh hơn, thì chúng ta thấy được cái sát sanh nó đem đến cái hậu quả là sau này chúng ta phải gánh lấy những cái sự khổ đau khốc liệt, đi đến những cái khổ cảnh. Rồi cái người mà bị cái tâm sân hận nó chế ngự, nó tràn ngập, thì cái người này bị thiêu đốt bởi cái sự nhiệt não của cái sân hận. Đây là một cái tai hại ngay trong đời sống hiện tại, và đi đến những cái cảnh giới không tốt đẹp, thấp thỏi, khổ đau trong ngày vị lai. Chính nhờ chúng ta dùng cái trí tuệ phản tỉnh, xem xét nhân sẽ đưa đến quả, cho nên là từ đó mà chúng ta kịp thời chúng ta kiểm soát, dập tắt cái tầm sân hận.
đây là chỉ là cái chế ngự cách tạm thời thôi, à, hoặc là những vị tu tập thiền định thì khi mà nhập vào những cái chi thiền, à, có thể à, nhờ những cái chi thiền à, nó tạm thời nó đè nén, à, che án, không để cho những cái phiền não tham sân si có điều kiện để sanh khởi, à, nhưng mà ở đây cũng là những cái phương pháp mà tạm thời thôi. Hoặc là những cái người mà tu thiền tuệ, thiền quán, à, thì cũng phải dùng cái trí tuệ, à, quán về những cái bất thiện, à, hay biết ghi nhận rõ, à, lúc đó, à, cái trạng thái, à, bực bội, cái nội tâm, à, chao động, à, bấn loạn, à, hay là sự bực bội uất ức khó chịu, à, cái nhiệt não ở trong cái tâm của mình, à, nếu bây giờ á, à, mà mình làm những cái điều này, à, thì sẽ đem đến những cái tai hại khổ đau nha. Rồi mình quán xét khi mà mình cái trạng thái sân ở trong nội tâm mình là như vậy, rồi một chúng sanh nào đó, à, một chúng sanh nào khác, à, họ đang ở trong cái trạng thái mà họ bực bực, à, lời nói cử chỉ thô tháo, à, đỏ mặt tía tai, quơ tay múa chân, à, thì biết là cái người họ cũng đang bị cái, à, lửa nhiệt não của sân nó đang bị chi phối, à, nhờ mình dùng cái trí tuệ, cái sư tư để mình thấy vậy, à, thì mình tránh, à, giống như bây giờ mình thấy cái ngôi nhà của mình ta bên kia người ta đang cháy, thì bây giờ mình lo phòng hộ, à, mình lo phòng hộ phòng thủ cái ngôi nhà của mình, à, chứ còn bên kia, à, lửa đang cháy rồi mình lấy lửa bên kia mình qua mình đốt bên cái nhà mình luôn, thì như vậy thì, à, cũng như nhau, à, người ta sân hận, người ta thô tháo, à, cử chỉ lời nói, à, nó thô tháo, rồi mình cũng cùng đồng lòng với người ta luôn, à, mình để cho cái tham, cái sân nó tràn ngập, à, cái sân hận chi phối trong cái nội tâm của mình, à, thì, à, như vậy mình đâu phải là cái người tu, à, cho nên nhờ cái suy tư đó mà chúng ta, à, tạm thời, à, dùng cái phương pháp tập để thanh lọc những cái phiền não, à, tạm thời để ngăn trừ, à, rồi nhờ chúng ta hiểu biết, à, chúng ta phát triển, à, những cái sự tu tập, à, thì tất cả những cái phiền não này đó, nó chỉ được đoạn trừ, à, khi đạt được những cái thánh đạo thánh quả, à, từ sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, thì tùy theo cái mức độ của cái vị hành giả chứng đạt, à, các cái tầng thánh mà những cái phiền não nó tạm thời, à, đoạn trừ, à, đi đến khi mà đạt thánh quả thì, à, sẽ bị chặt đứt, bị đoạn trừ, à, những cái thánh đạo thánh quả này thì nó gọi là nó sát, à, sát tuyệt, à, đoạn trừ vĩnh viễn những cái phiền não này. Ví dụ như khi mà vị đạt sơ đạo sơ quả là Tu La Quần thì vị này diệt được ba kiến hoài nghi với cấm thủ, à, rồi vị đạt đến, à, Tu La Quần đạt đến Tư La Hàm thì diệt, à, mới có diệt được cái tham lam sân hận ở phần thô thôi, nhưng mà ở cái phần vi tế nó vẫn còn, à, rồi nếu mà đạt đến, à, Anaham, à, thì tham và sân được đoạn trừ, nhưng mà si thì vẫn còn,
cho đến đạt đến thánh đạo A La Hán, thì lúc đó, đó là vô minh hay là si mê mới bị đạo bứng tận gốc rễ. Thì lúc đó giống như là những cái rễ cây của các cái cây thần thông hay là cây sầu đâu hay là những cái cây trùm gởi được chặt đứt, được đào bứng, nhặt nhạnh tất cả những cái rễ nhỏ, không cho còn để những cái rễ độc hại đó nó còn dư sót ở xung quanh cái cây cây sa la đó. Thì từ đó rồi giống như vị thánh A La Hán là vị thánh lậu tận, tức là những cái mầm móng của phiền não này đã được đào bứng. Giống như trong kinh thì Đức Phật nói là những cái phiền não này đã được đào bứng và nhổ sạch, dù ra những cái rễ nhỏ nhất cũng đã được lọc ra, nhặt nhạnh ra, rồi đem ra một cái chỗ trống đó phơi khô. Phơi khô xong rồi đó mới đốt đi. Đốt đi rồi xong thả cho nó bay theo gió, hoặc là đổ dưới sông cho nó trôi theo dòng nước. Thì như vậy đó, những cái mầm móng của những cái rễ của cây sầu đâu dây thần thông hay là những cái rễ của cái cây tùm gởi nó sẽ không còn tổn hại trở lại nữa. Thì nhờ cái sự tu tập chúng ta phải biết phân biệt giữa cái ba căn của bất thiện là tham, sân và si. Rồi muốn thoát khỏi những cái sự đeo bám bám níu chấp chặt của những cái phiền não này, thì chỉ có bằng cách là chúng ta lần hồi chúng ta phải loại trừ bằng ba cái căn bản thiện vô tham, vô sân và vô si. Chúng ta phải tu tập ngay trong đời sống hiện tại này, kiểm soát nội tâm của mình, thanh lọc mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Thì Đức Phật dạy không làm các việc ác, rồi không phải làm các việc lành. Mà muốn không làm việc ác, làm các việc lành, thì sao? Mình phải thanh lọc cái nội tâm mình, luôn luôn phải phản tỉnh, xem xét những cái tác ý, những tác ý nào nó thuộc về bất thiện căn thì phải kịp thời dập tắt, loại trừ. Những tác ý nào thuộc về thiện thì mình phải thực hành phát triển qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, luôn luôn gìn giữ cái ý nghiệp của mình, suy nghĩ về những điều tốt đẹp, suy nghĩ về ly tham, ly sân, ly si, suy nghĩ về những cái pháp để làm cho cái nội tâm được tốt đẹp. Khi mà chúng ta nỗ lực tu tập tốt đẹp như vậy, thì lần hồi chúng ta sẽ diệt trừ tất cả những cái phiền não. Còn nếu mà chúng ta dễ vui rồi phóng túng sống theo thế tục, để cho ba cái bất thiện căn tham, sân, si tràn ngập chi phối, thì giống như chúng ta để cho những cái phiền não nó trói buộc, nó cột trói chúng ta trong cái cổ máy sanh tử luân hồi, trôi lăn theo vòng quay bất tận của cổ máy sinh tử. Thì như vậy thì khổ đau nó càng chồng chất, rồi chúng ta phải chịu đựng
những cái hành hạ khốc liệt của các pháp bất thiện. Cho nên khi mà chúng ta may mắn có sự hiểu biết qua học hỏi, qua cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta phải kịp thời tự mình từng bước. Lúc đầu là chúng ta dùng những cái phương pháp để tự nguyện gìn giữ, ngăn ngừa, phòng hộ các cái bất thiện pháp, rồi nỗ lực tu tập dung bồi các thiện pháp, dung bồi trí tuệ cho được mạnh mẽ, rồi cố gắng tạo trữ nhiều cái công đức phước báo qua cái sự tu tập, thực hành các pháp độ để dung bồi công để đạt đến cái sự đoạn trừ tất cả những cái phiền não, tùy theo từng bước, tùy theo điều kiện của mỗi người. Thì cái công trình, cái sự tu tập thì không phải là một thời gian ngắn, mà đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực không phải chỉ một kiếp mà rất là nhiều đời nhiều kiếp. Tại vì cái phiền não á, nó đã quấn chặt, nó bám riết trong cái nội tâm của chúng ta từ vô thủy tới giờ, thành ra không thể nào một sớm một chiều mà mình có thể diệt được nó. Nhưng chúng ta đừng có nghĩ là nó lâu quá, nó dài quá, thực hành không nổi. Bây giờ ngay trong đời sống, ngay trong hôm nay, ngay trong giây phút hiện tại này, chúng ta sống với trí tuệ, chúng ta kịp thời ngăn ngừa những cái phiền não nó sinh khởi, ngăn ngừa vào những cái bám níu, chấp thủ vào những cái tiện nghi đời sống của xã hội, ngăn ngừa những cái pháp bất thiện nó sinh khởi do lầm lạc tà kiến. Thì ngay trong giây phút hiện tại mà chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, thì lần hồi một ngày nào đó thì chúng ta cũng sẽ đạt được những cái thành quả tốt đẹp. Một sớm một chiều thì chúng ta không thể nào đạt tới thánh đạo thánh quả, nhưng mà ngay giây phút nào quý vị thanh lọc được những cái phiền não, không có để cho nó khống chế, tràn ngập xài xử, thì ngay giây phút đó tạm thời quý vị được an ổn. Cho nên nếu mà chúng ta nghi ngại, chúng ta không cố gắng nỗ lực ngay trong hiện tại, thì không thể nào mà chúng ta đạt đến thành quả. Còn nếu chúng ta biết, chúng ta nỗ lực từng bước giống như một cái người mà vận động viên mà người ta leo núi, quý vị thấy rằng có những người cái đỉnh cao nhất là Everest, thì cũng vậy, cũng phải đi từng bước, rồi có những cái trạm dừng nghỉ, rồi họ cố gắng, họ nỗ lực, họ tiếp tục nhiều ngày, thì họ cũng sẽ đạt đến cái đỉnh cao của ngọn núi. Hay là cái người mà chạy đường dài, mặc dù cái đường dài nó tới 30-40 km, nhưng mà bây giờ mình biết mình sẽ phân bố cái sức lực của mình, mình chạy từ từ, mình không có cố gắng quá mức, mình chạy nước bền, cứ đều, thì người này sẽ đạt đến cái đích cuối cùng. Còn nếu mà chúng ta nôn nóng, chúng ta vội vàng, chúng ta không phân bố cái sức của mình, hay là chúng ta ngại khó ngại khổ, thì chúng ta sẽ chỉ đứng ở dưới chân núi,
hay là quà, chúng ta chỉ quanh quẩn ở cái điểm đó mà không bao giờ mà đi tới đích. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật trong câu số 70 này, Đức Phật đã chỉ rõ ra ba cái căn bất thiện là tham, sân và si, và ba cái căn thiện là vô tham, vô sân và vô si. Rồi những cái phương pháp thực hành là chúng ta phải từng bước chặt đứt, đoạn trừ, đào bứng tận gốc rễ của các căn bất thiện, thì chúng ta sẽ được giải thoát, chúng ta sẽ có một cái đời sống tương đối tốt đẹp, an vui, và hướng con đường giải thoát, chấm dứt khổ đau. Dạ, thì qua cái phần chánh kinh, rồi cũng qua những cái lời dạy của chư tổ trưởng lão, cũng như qua học hiểu qua những cái phần chú giải, thì cũng có chút ít những cái kiến thức để chia sẻ với quý vị. Và với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể Khang An, và cũng kính chúc quý trung nữ nhiều quý phật tử có thêm được những cái kiến thức, những cái hiểu biết để chúng ta từng bước có sự kiểm soát những bất thiện nó sanh khởi trong nội tâm chúng ta. Lúc nào nội tâm của chúng ta đang bị tham, lúc nào nội tâm của chúng ta đang bị sân, lúc nào thì cái tâm của chúng ta nó đang bị si mê, nó chi phối, để chúng ta phân biệt và tìm cách để đối trị, khắc chế các cái phiền não, để hướng đến một cái đời sống tốt đẹp, trí tuệ, an vui. Và bây giờ thì xin kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý tu nữ, quý phật tử cùng nhau chia sẻ thêm về cái bài học hôm nay. Cầu chúc tất cả quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui và nỗ lực tu tập, tạo được nhiều thiện pháp trong đời sống và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Và con xin kính thể đảnh lễ. Và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã dạy cho chúng con bài học của buổi tối hôm nay. Và bà sư Nguyên Như có một câu hỏi về cái vấn đề mà thiền một chút xíu bà sư. Khi mà con nghe nói sư sư dạy là khi mà mình vô thì mình cố gắng mình tu tập, nhưng mà trong gia đình ở bên nội bên ngoài con có một số vị đó sư, khi mà ngồi thiền một canh á thì tự nhiên cái bị sao lãng dữ lắm, rồi có khi á là bị sao lãng đến một cái lúc mà không có tập trung được thiền luôn. Mà bây giờ nói về thiền á thì cái vị đó lại nổi sân lên, giống như là không, là bực bội, rất là khó chịu. Thì cái trường hợp đó xin sư giải thích là tại sao vậy sư? Có nhiều người thì nói con từ cái đó là nghiệp nó tới thì phải chịu như vậy. Rồi có những khi mà tâm trí nó cũng không có được minh mẫn cho lắm. Lúc một khi có nhiều vị là thiền cỡ 5-7 năm, có một hai vị trong gia đình con thì cũng cả 10 năm rồi. Thì khi mà hành thiền thì rất là tốt. Lên chùa thiền thì chưa tăng rất là khen, mà sau một thời gian tự nhiên cái nó bị như vậy. Theo ý của sư, có phải là cái nghiệp nó tới giống như mọi người nói không sư, hay là có cái trường hợp cũng có thể là bị lạc thiền bà sư? Mà nếu mà mình hành thiền Vipassana thì nó có thể không, hay là phải là định mới lạc được bà sư? Dạ con xin xưng dâng mic lại cho sư để sư giải thích cho tụi con về thêm cái việc đó tạch sư. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và cái
cái vấn đề mà cô Vi Như hỏi này chắc cũng là cũng hơi khó rồi sư à. Tại vì qua cái sự tu tập thì cũng có chút ít được những cái kinh nghiệm thôi, chứ cũng chưa phải là thiền sư gì hết. Mà cô đem cái vấn đề này cô hỏi thì nó cũng cũng hơi khó. Thành ra sư chỉ trả lời trong cái khả năng, những cái hiểu biết, những cái kiến thức, cái kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình mà thôi. Thì chúng ta biết rằng đó, mỗi chúng sanh nó có những cái căn cơ, những cái trình độ khác nhau. Chúng ta ai giống ai. Cho nên đó, các pháp thì nó sanh theo cái nhân, cái quả. Cho nên bây giờ cùng một cái thứ thuốc, nhưng mà mỗi người uống, có người uống thì hết bệnh, nhưng mà có người không hết bệnh, đúng không? Thành ra đó, cái sự tu tập á, nó đòi hỏi nhiều cái pháp lắm. Có nhiều người khi mà họ tu tập đến một cái mức độ mà họ thấy tất cả đều là vô thường, thì họ không chấp nhận. Trời đất ơi, tu để tìm an vui hạnh phúc, mà tu gì đâu mà thấy cái gì nó cứ sanh diệt. Tu để mà đạt đến cái sự an lạc hạnh phúc chứ tu gì đâu mà vô mà ngồi gì mà nó đau, nó tê, nó nhức, nó mỏi không. Rồi tu gì đâu để rồi buông bỏ riết rồi cái đó nữa, không có bản ngã. Vậy là ai ngồi thiền, ai tu? Cho nên là có một số khi mà họ đạt đến những cái kinh nghiệm đó, họ không chấp nhận, họ đành bỏ dở. Rồi nó tác động bởi nhiều cái vấn đề lắm. Thì trong cái nghiệp đó nó chỉ là một phần thôi. Cái nghiệp của chúng sanh đó, thí dụ như là trong biết đâu chừng trong quá khứ họ cũng từng cản trở người khác tu tập sao đó, bây giờ nó xảy ra thì cũng có thể. Thành ra đó, tùy theo mỗi chúng sanh. Nếu giờ là Đức Phật nói là các pháp rồi tất nghiệp quả chúng sanh thì bất khả tư nghị. Thành ra mình khó thể mà nghĩ bàn được lắm. Chúng ta biết như vậy, nhưng mà thôi bây giờ tùy căn cơ. Nếu mà người ta tiến bộ được thì mừng, còn nếu mà ta bây giờ người ta cảm thấy nó không hợp, người ta không thích, hoặc là cái vấn đề gì đó, thì mỗi người họ hành mình đâu có biết được đâu. Mình đâu phải là thiền sư, mình đâu phải là bậc thánh nhân mà mình có thể mình hiểu biết được cái căn cơ hay là cái tâm tánh của người ta. Thành ra trong điều kiện nào mà mình hướng dẫn, chia sẻ, giúp đỡ được thì mình hướng dẫn. Còn những cái gì mà nó ngoài tầm khả năng, ngoài hiểu biết, ngoài kinh nghiệm mình thì thôi đành chịu. Thì đối với riêng cái suy nghĩ về cái bản thân của sư thì sư cũng xin chia sẻ với cô như một vài điều. Chứ còn bây giờ mình cũng chưa có đạt được chút gì thì mình cũng dám bình phẩm hay là mình dám thấy vậy thôi, thì cũng dựa theo cái lời dạy các bậc trưởng lão cũng như các cái vị thiền sư mà mình đã học thì biết thôi, chứ còn sư cũng không có khả năng để mà phân tích nó kỹ càng hơn. Vì muốn hiểu biết thì phải gần gũi người đó, còn quan sát cái sự hành qua cái thân hành, khẩu hành, ý hành một thời gian dài để mình mới có thể mình hiểu biết đó. Còn bây giờ chỉ qua cái trình bày của Nguyên Như thì khó mà có thể hiểu biết được
Thầy cũng xin chia sẻ những cái hiểu biết chút ít về cái mắt của Nguyên Như, và chúc cô khỏe mạnh an vui. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ con xin kính sư. Dạ bạch sư Nguyên Như có một hỏi ngắn mà cũng dễ thôi sư. Tự vì con thấy nhiều khi mình đọc trong kinh, lúc nào Đức Phật cũng có những cái bài là khuyên mỗi chúng sanh thì nên ngồi thiền. Nhưng mà trong những cái bài kinh, Đức Phật đâu có dạy mình là phải một cái vị thầy để mà học thiền đâu bạch sư. Thành ra con thắc mắc như vậy là những cái người sơ cơ đó, họ có thể tự đọc sách rồi họ có thể thiền được không sư? Hay là phải có một cái vị sư để mà dạy mình? Tự có những cái chỗ thì chùa Nam Tông không có, và rất khó khăn để mà đi kiếm một vị thầy, mà có nhiều chùa họ lại cũng không có thiền, họ tụng kinh đó bạch sư. Rồi nếu như vậy là mình phải ngồi mình chờ nhân duyên, hay là mình chỉ đọc sách rồi mình kiếm những cái mà basic, những cái mà thiệt là căn bản để mình học, thì cái nào tốt hơn bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ thì nói chung á thì mình cũng tùy pháp thuận pháp. Ví dụ như nếu mà những người mà hữu duyên gặp được trực tiếp các cái vị có kinh nghiệm, có kiến thức về pháp hành hướng dẫn thì nó sẽ tốt đẹp hơn, cặn kẽ hơn. Còn nếu mà những người mà có cái tâm muốn thực hành thì bây giờ có thể là đọc ở trên mạng hay là hoặc kinh sách, nhưng mà đó chúng ta phải cẩn thận, tại vì cái pháp hành á thì không phải là chúng ta cần phải biết, chúng ta thực hành để rồi chúng ta có sự chọn lọc. Ví dụ bây giờ mình sơ cơ thôi, mình tập những cái phương pháp nó dễ, giống như là để có sự an tịnh định tâm, mình có thể niệm hồng danh Đức Phật, Bút thô á ra hăng gì đó ha. Hoặc là chúng ta theo dõi về hơi thở, thở vô thở ra, thở vô thở ra, phòng tập vậy đó. Thì mình cứ theo dõi hơi thở như vậy. Nếu mà ở nhà mình tập thường vậy cũng sao, nhưng mà trường hợp thí dụ như nếu mà mình tập một cách tích cực miên mật thì cần phải có một cái vị thiền sư để chỉ dẫn. Chứ bởi vì cái sơ cơ mình không biết, rồi nếu chỉ cần một cái giây phút mà mình lệch lạc thì nó đem đến cái nguy hiểm, rồi cái tai hại, tức là cái nguy hiểm là mình đi sai phương pháp, rồi bắt đầu mình chê trách là trời ơi, nghe nói dạy hành tôi thấy sao hành nó như thế này thế khác, là mình mất cái niềm tin vào Phật pháp, rồi sao mình từ bỏ cái con đường tu tập. Cho nên á, nếu mà hàng ngày mình tu tập thì mình chỉ chú tâm vào cái đời, cái gì hiện tại nó đang xảy ra, hoặc là những cái pháp tập nó bình thường thôi. Ví dụ như hằng ngày mình dành thời gian ra ngồi mình niệm hồng danh Đức Phật, hay là niệm các ân đức pháp, ân đức tăng, hoặc là niệm tâm tư đó, hoặc là cùng lắm là khi mà mình lên mình ngủ mình nằm mình niệm, quán sát về hơi thở vô hơi thở ra, hoặc là phòng sọp gì đó, thì những cái căn bản bình thường đó thì không sao. Mình có thể mình tìm hiểu quan sách gì đó và rồi mình thực hành. Còn nếu chúng ta muốn tu tập tích cực miên mật thì cần phải có gần gũi các bậc trưởng lão, các vị thiền sư đã có kinh nghiệm qua pháp hành để chỉ dẫn cặn kẽ, hướng dẫn cho mình đi đúng trên cái phương pháp. Thì cũng xin chia sẻ với cái thắc mắc của cô Nguyên Như.
À, cầu mong tất cả quý vị an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin sa thú lời dạy của sư ạ. À, dạ, bây giờ thời gian cũng gần hết giờ rồi. Nguyên Như xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, xin sư cho tụi con vài phút để mà tập thiền theo chương trình mỗi tối bạch sư. Dạ, con không biết sư có ở trước máy không bạch sư. Con xin mời sư Thanh Tâm ạ. Dạ, con xin nhân mic lại ạ. Dạ, mô Phật, trước hết thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Pháp Thanh rất nhiều. Kính thưa quý vị, bây giờ mình còn 3 phút nữa. Trước khi mình ngồi tĩnh tâm để sư đọc cho quý vị nghe một đoạn kinh, một đoạn thôi. Chánh tri kiến. Này Đức Phật dạy, khi mà đệ tử bậc thánh của Đức Phật á, mà thành tựu chánh tri kiến, cái người mà có chánh tri kiến đó thì người đó tuệ tri, người ta có trí tuệ, người ta tuệ tri được tâm nào thiện và tâm nào là bất thiện, cùng cái nguyên nhân của nó. Thì bất thiện á, nó có 10 điều. Bất thiện có 10 điều đó là sát sanh nè, trộm cắp nè, tàn trong các dục nè, nói dối, nói đâm thọc, ác khẩu và nói thiêu dệt, tham sân cùng tà kiến, đó là gốc rễ của bất thiện, là gốc rễ của bất thiện, đó là do tham sân si. Rồi thiện thì có 10 điều, thiện thì gồm có 10 điều rồi đó. Tức là cái người đệ tử Phật á, thì phải biết 10 điều thiện và cái gốc rễ của nó, tức là nguyên nhân của nó đó, là 10 điều thiện đó là không tham, không sân, không si. Đó, phải tuệ tri như vậy. Khi mà tuệ tri như vậy đó thì nhổ tận được tham nè, rồi tùy miên nè, tà kiến nè, ngã mạn nè, tức là nhổ tận được tham, tùy miên, tà kiến mà, rồi mạng tùy miên nè, và không còn chấp, mà không còn chấp thủ đây là tôi của tôi đó. Rồi diệt được cái vô minh, vô minh diệt thì minh sanh, tức là nếu mà có chánh niệm tỉnh giác thì vô minh diệt ha. Mời quý vị ngồi chánh niệm tỉnh giác vài phút nha. Rồi kính mời quý vị chánh niệm tỉnh giác là mình, thứ nhất là mình biết thân, biết tâm của mình, thân của mình như thế nào mình biết như thế ấy. Khi mình nó chuyển động, nó nhúc nhích, đó là gió, thân mình nó nặng nặng nhẹ nhẹ, đó là đất ha. Khi mình thấy thân mình nó nóng nó lạnh, đó là lửa. Thấy thân mình nó dính hút lại thành một khối, đó là nhờ nước. Hoặc là quý vị có thể để lưỡi đụng răng với nước. Rồi thấy biết tâm của mình, thấy biết tâm mình thiện hay là nó bất thiện, chỉ đơn thuần là thấy biết, mình thấy ra là giác ngộ đó. Giác ngộ thì nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân của nó. Nguyên nhân, cái nhân của nó là nhân thiện hay nhân bất thiện, và không có chấp thủ, không chấp thủ, đừng cho đây là tôi, đừng chấp đây là tôi của tôi, chỉ đơn thuần thấy biết nó sanh nó diệt, không có chấp.
Dạ, mô Phật, kính thưa quý vị, vài phút tĩnh tâm đã trôi qua. Nếu mà mình nói dựa trong bài kinh Trung Bộ Kinh đó, Chánh Tri Kiến đó, nếu nói về thiền á, thì Đức Phật dùng cái từ gọi là tuệ tri ha, tuệ tri. Mình cứ tuệ tri thân và tâm của mình, tức là chánh niệm tỉnh giác đó, mình tuệ tri. Tuệ là trí tuệ, tri là hay biết thân tâm mình đó, nó là pháp hữu vi, nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt. Ví dụ như ý nghĩ, mình tuệ trí ý nghĩ, quá khứ đã qua rồi, không có chấp thuộc. Rồi giận, mình tuệ tri giận, giận tham, mình tuệ tri tham, tham. Mà tâm mình thiện, tâm từ, mình biết mình tuệ tri là tâm từ. Tâm chánh niệm, mình tuệ tri, mình có chánh niệm, chỉ đơn thuần vậy đó. Và những cái gì mà bất thiện đó, đó là những bài học của mình. Mình học những từ những cái sai lầm của mình, thì từ đó đó toàn thiện, nó sẽ toàn thiện, tức là nó sẽ chuyển từ tham sân si thành từ bi hỷ xả, và cuối cùng là không có chấp thủ, được an vui giải thoát. Sau đây mời Nguyên Như hồi hướng phước báo nha, mô Phật. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, chúng con xin kính tri ân sư Thanh Tâm ạ. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với con hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha van tu pu chi ta so thin ka ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mắt cha na wa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha e sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha wa tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pa wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni càng tham ma wa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chỉ rằng sa tăng thầm mô thầm mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc cô wa an tha ya cha hi ta ya cha am hên kha tu san thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no vô thân sam ba bù này ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu sức khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu sức khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu sức khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gát tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và con xin hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ tư, cũng là ngày sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Con hy vọng sẽ được sư Pháp Tính giảng tiếp về bài Hạnh Phúc Kinh ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mô Phật, sa thú lành thay. Sư xin thay mặt chư tôn đức phúc chúc cho đạo tràng. Cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ,
Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cái sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật. Kính thưa quý vị, buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ. Trước khi dứt lời, nguyện cầu ơn Tam Bảo và chư thiên gia hộ cho tất cả quý vị và gia đình được an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Ước mong gặp lại tất cả quý vị vào tối mai nha. Xin kính chào tạm biệt.